Hello mọi người ơi, chào mọi người trở lại với kênh channel của Sammy Thiên Thần và Phong Cận Ác Quỷ nha. Và hôm nay Sammy Thiên Thần cùng Phong Cận Ác Quỷ sẽ thông báo cho các bạn một tin cực kỳ chấn động, cực kỳ sốc luôn. Đó, bạn nào đoán được đừng quên comment vì dưới sao biết nha. Sammy cho các bạn 5 giây để đoán nha. 5, 4, 3, 2, 1. Và đây là điều bất ngờ của Sam dành cho các bạn. Xách ra nha. Tật gì vậy ông này? Đèn tên đèn tên đèn. Sammy Thiên Thần và Phong Cận Ác Quỷ đã có baby. Thích quá trời luôn mọi người ơi. Cuối cùng tôi cũng đã có con rồi. Ê tên ác quỷ kìa. Cái gì? Hai tụi mình có con rồi nè đó. Baby nè, dễ thương không? Tôi vui quá trời. Tôi chấn động quá. Tôi ơi, tôi vui quá luôn á trời. Ủa cái gì kỳ vậy? Người ta có baby là người ta chỉ vui chứ sao ông kỳ vậy? Hả? Ác quỷ gì mà sao? Đó là con của ông đó. Bởi vì ta là ác quỷ cho nên là ta không có vui khi mà có em bé. Ủa vì sao kỳ vậy? Ông đem nó gì bỏ vô trong nồi nướng. Trời đất ơi, nó có dòng máu của thiên thần ác kỷ á, đừng có đùa đâu. Trời đất ơi, bây giờ mà baby mình có hai dòng máu mà không biết là dòng máu ác quỷ và thiên thần của baby mình là sẽ như thế nào ta. Mà bây giờ baby ác quỷ làm được gì nhỉ? Có thử làm gì đi, làm gì liên quan đến ác quỷ đi. Ủa gì vậy? Ủa cái cục trời ơi quá giỏi em. Ôi ác quỷ làm được đẹp. Trời đất ơi, baby ác quỷ mới được 1 tuổi mà là làm được lửa luôn, xin chưa. Trời đất ơi, trời, tính ra mình mới khen giỏi xong nó phun lửa mình. Trời dừng lại. Ôi ủa gì vậy? Không được đừng có phun lửa nhau mà. Bà thấy không? Thấy không, nó đốt bà luôn á, bà thấy không? Trời đất ơi, tôi đỡ. Ờ thấy chưa? Bây giờ khỏi các con bình tĩnh. Bây giờ á, giờ con làm ác quỷ, bây giờ con hãy làm gì sức mạnh của thiên thần đi. Thiên thần làm gì nè? Đó, thiên thần hãy làm gì nè? Đó. Thiên thần vô dụng lắm, làm sao biết làm gì được. Ồ, thiên thần là hồi máu. À, thấy chưa? Xịt chưa mọi người? Đó. Là đứa con mình có hai dòng máu mọi người thấy chưa? Đưa đi dòng máu ác thì toàn phá phách không à, thấy chưa? Chả làm được gì chứ con vậy. Nói con. Trời yêu quái. Trời đất ơi. Tấn công gì thấy chưa? Bây giờ ông đang tấn công tôi để con tôi bảo vệ tôi thấy chưa? Đó, đứa con này có gì mà gọi là thiên thần dương ác quỷ hiểu chưa? Khổ ghê à. Ai rốt cuộc là con thằng bé kia. Ờ thằng bé con bé. Ủa nó là con trai con gái? Con gái mà, thấy chưa? Cuộc nó hai chùm là con gái kỳ vậy? Để nói con thằng bé nó buồn. Mày có coi tao là ba mày không vậy? Sao mày cứ phun lửa tao hoài vậy hả? Đó là tại vì nhìn mặt ông khổ ưa quá, ai mà ưa nổi hả? Rồi ai thèm chơi chung đi, gọi là thằng bé ai ra chỗ khác đi. Thôi bây giờ hai tụi mình có nhiệm vụ là chăm sóc em bé này, hiểu không? Hai tụi mình sinh ra đứa này mình phải chăm sóc, hiểu không? Đó thì nó vui dễ sợ chưa? Đó bây giờ dẫn con đi chơi đi được không? Không. Ủa vì kỳ vậy, tôi vẫn không nhận đi chơi. Người ta không tuổi rồi. Ta là ác quỷ cho nên ta không bao giờ ta đi chơi. Ta phải dẫn nó gọi là đi săn thú, đi làm thịt mấy con hổ, con khủng long trong rừng. Trời đất ơi, nó mới 1 tuổi mà sao si săn thịt. Ủa sao thích dữ vậy? Ủa thích hả? Ủa vậy kỳ không? Ta đâu thích săn khỉ hả? Ôi rồi thì chiều con thôi. Bây giờ con mới đi săn khỉ hả? Săn khỉ, săn thú hả? Trời đất ơi, nam tính dữ vậy. Hay thôi. Hợp lý, đúng rồi, đúng ý ta đó, hợp lý. Rồi bây giờ ra ngoài này bay đi tìm thú cho con bắt nè. Đây, Phong, đây, đi tìm mấy con thú cho nó bắt đi Phong ơi. Rồi đóng cửa nè, rồi chuẩn bị bay nè. Rồi bây giờ ông dẫn đường đi Phong, ông bay dẫn đường cho tôi coi. Đó, ủa, từ Phong ơi. Ê, ông, Phong, ê. Trời đất ơi, con mình không biết bay ông ta. Ủa, biết bay không con? Bay thử coi nào, bay. Rồi xong, chết rồi, không biết bay rồi Phong ơi. Stop, quay lại Phong ơi. Trời ơi con. Trời, ta bay sao quá trời xa. Phát hiện ra hai mẹ con gọi là thiên thần vô dụng vẫn chưa bay tới nơi. Cái gì cày vậy, gì mày vô dụng nè, nhìn nè. Con nó mới 1 tuổi sao biết bay được, ông nghĩ sao vậy hả? Ai trời, bực bội quá cái vậy, con không biết bay nữa. Thôi không sao, con yên tâm. Cha đã gọi là có được một cái này rất là đặc biệt dành cho con nè. Đâu? Tên. Cảnh nè. Ui hay vợ. Cánh này lại bay được á. Đúng vậy, đây chính là cái cánh của gọi là ông ngoại ta, gọi là truyền lại cho ta đó, ghê chưa? Ây xàm xỉ, cánh này của tôi thì còn cánh này là màu của thiên thần nè, ông nghĩ sao vậy? Hả? Trời, màu của thiên thần nhưng mà ông ngoại ta gọi là đánh thiên thần làm cho nó rụng cánh xong. Trời đất ơi, ăn cắp của con người ta mà nói coi như đúng rồi á. Rồi mang vào đi con, bay được không? Bay thử coi. Rồi đó đó, có hai cánh luôn mọi người ơi. Đó, bay thử. Bay đi. Bay.
Ui sao sao mày bây giờ bây giờ mày nói, bây giờ mày nói này, bây giờ con đứng từ cao bay xuống là mới được này. Đó, đứng từ cao đứng lên cái cây chuối nào, có cái chuối không? Đó, có cái dừa này, đây đứng lên cái dừa này nè. Đó, lên cây dừa này bay nè. Đó, chắc chắn sẽ bay được. Đó, lên đó. Rồi ui. Ui bay được không con? Bay đi, cố lên. Ôi bay được luôn kìa. Trời đất ơi, xin chưa? Mới 1 tuổi mà bay được. Trời ơi, đúng là có tài năng luôn á Phong ơi. Trời ơi. Bay có chút xíu mà khen quá trời. Sao tôi bay lên tuốt tận cho trời luôn bà. Trời đất ơi, ông nghìn tuổi rồi. Đây là đứa mới 1 tuổi, ông già cụ, già cằn, già cũ rồi còn gì ta, còn solo với gì ta. Đứa 1 tuổi là sao vậy? Hả? Trời đất ơi là trời. Thôi, bây giờ đi bay đi tìm chỗ gì ta cho con nó săn thú nè. Nhanh. Rồi chỉ đường. Rồi ok. Đi theo ta. Bay. Trời đất ơi, thế giới này sao mà có rồng được, có rồng có gì để khủng long được không nội? Trời đất. Trời cứ bay theo ta đi, tao nói bay theo ta. Ui. Nhiều quá. Ủa nhiều vậy? Ủa đâu ra vậy? Trời đất ơi. Trời ơi. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần đi đến sa mạc là nhìn thấy được mấy con này. Trời đất ơi, lạ thật sự. Ủa gì vậy? Từ từ. Muốn làm thợ săn á là phải đội cái này vô. Ủa gì vậy? Mình phải làm thợ săn mình phải đeo mặt nạ vô phải không? Đeo này à? Ủa đeo làm chi cái ghê vậy? Tôi không đeo đâu. Thôi con đeo đi chứ tôi không đeo đâu. Ủa gì tương vậy? Ủa hai cha con dị tướng quá. Ok vậy tôi cổ vũ nha hai người nha, cố lên. Rồi tuy là tôi là thiên thần nhưng tôi không thể đụng mấy cái này, rồi tôi có thể làm được ác quỷ không, tôi không thể đeo cái này vô chưa. Rồi vậy làm gì nè? Ôi đúng là thiên thần vô dụng. Xem ta nè. Rồi nhanh nè. Bum. Ơi triệu hồi sấm sét. Trời. Chết đi con khủng long. Trời đất ơi là trời, sức mạnh gì mà yếu đuối vậy? Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Ủa gì ông nội? Trời đất ơi, thiên thần kêu gì mà lại súng vậy? Trời đất ơi, nhục mặt, à quên, nhục mặt ác quỷ quá, quên. Ta là ác quỷ mà. Ác quỷ gì mà sao con dùng lửa mà dùng cái súng vậy? Trời đất ơi, nhục không? Vậy làm sao con hiểu được? Ác quỷ là không, ác quỷ là không được dùng súng mà. Trời ơi, ta dùng súng là bởi vì ta là ác quỷ mà. Chứ ai như thiên thần, suốt ngày chỉ biết chơi nhảy dây, bắn bi. Cái gì vậy bà bi? Tôi nha, tôi là tôi cứu người nha, cứu người gọi là cứu người giúp những người hoạn nạn nha. Chứ ai như ông toàn là phá phách không à. Bây giờ lấy súng bắn nó khổ ghê à. Rồi bây giờ giúp ta nè. Đâu? Chịu. Trời đó coi là trời, còn chịu hộ mấy ông rồi làm gì nữa? Trời đất ơi. Lính của ta. Pha làng phá xóm nè. Trời đất ơi, trời ơi. Đó đó, ủa, ghê vậy? Hãy lính của ta chờ, hãy lính của ta chờ, lính ta hơi bị khỏe. Mày quá hả? Long ơi cho ta. Trời đất ơi, dữ thật vậy? Ui. Rồi chết khủng long rồi, bắn nó đi. Ôi để coi ai thắng, nè. Ui hình như tình hình này là như ta mấy con này thắng rồi nè. Ui sao lính nó mạnh dữ vậy? Ôi. Lính của tôi mà. Nội lính tôi là bất tử không mà hiểu không? Tại vì bọn nó có xương không chứ nó đâu có trái tim đâu. Trời đất ơi. Em mà kiểu này cũng kỳ ha. Bây giờ ông dạy cái này làm sao con hiểu được? Bây giờ con nó còn có chưa có sức mạnh là chiêu hồi lính sao ông làm này sao nó hiểu được đúng không con? Ủa con tôi đâu rồi? Vậy chứ giờ sao vậy chứ giờ phải làm sao mới được? Ông phải dùng sức mạnh á. Ủa làm gì? Trời đất ơi, dữ vậy. Trời ơi giang hồ dữ. Trời đất ơi trời, không sợ một con thằng nào luôn. Trời đất ơi lì dữ nha. Ê con này con trai con gái tôi không biết luôn nha. Nhìn lúc hai chùm lặn trai ông ta. Trời đất, giang hồ dễ sợ, y chang ông luôn á. Trời đất. Trời ơi. Vậy mới đúng là con ta chứ. Không được con ơi đi mày nói nè, tới đây con ơi, tới đây con. Quay lại, bây giờ mình là những người tốt không? Tụi mình là thiên thần, tụi mình phải hiền diệu đó. Phải giúp đỡ người ông, không nên giết hại mấy con này có tội gì đâu đúng không? Hả? Giết hết đi con. Trời đất ơi, không có tội. Trời đất ơi, sao nó ác quỷ dữ vậy? Thôi cái này không được, bây giờ ông với tôi dẫn nó đi ăn picnic rồi đi hưởng thụ. Bây giờ để này nó giang hồ mất Phong ơi. Không được rồi. Ê ác quỷ ơi, đem nó đi. Đem con tụi mình đi picnic cho nó nhẹ nhàng đi Phong ơi. Nhanh. Bây giờ bà đem đi tôi chịu hồi mấy con gọi là lính của tôi tiêu diệt hết mấy con khủng long này đã. Trời đất ơi, khổ ghê. Ông phải đi với tôi. Trời ơi khổ ghê à. Đi nhanh. Không có mấy con này nữa. Nhanh lên, đây là mình lên. Tự nhiên tôi thèm thịt khờ thà thịt khủng long. Trời đất ơi trời, đi nhanh tôi lại giống nè. Đi nhanh. Đi. Rồi đi nè. Ôi con ơi, bay lên đây con ơi. Rồi bay lên. Trời ơi khổ quá, vậy cái gì không đâu hả? Ok thì bây giờ vậy là Sammy thiên thần và Phong cùng baby của mình là đi ăn picnic mọi nhà đó. Ủa cái gì cây vậy? Ê không được tôi sẽ là ăn thịt. Cái gì vậy? Hả? Trời ăn picnic không được ăn thịt hả? Trời đất ơi không được con. Bây giờ nhìn nè, bây giờ không được ăn thịt, chúng ta là những người thiên thần cute, đáng như tụi là những người lành mạnh đâu, tôi ăn bánh kem thôi. Ăn đồ lành mạnh thôi, thì cho ăn bánh kem nè, đó. Ăn chuối nè. Đó ăn cà rốt nè, đó.
Ba nói cho con nè, con ăn bánh kem á là con mập ú ô luôn á, con ăn thịt giống như ba nè ha, là con không được, bắp xấu muối. Không được, không được, tôi lấy ép, tôi lấy ép, không được ăn. Nhầm 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 nhầm. Trời. Cái gì vậy? Trời đất ơi, em mà tôi thắc mắc nha Phong. Tôi nói nè. Gì? Ông là ác quỷ đúng không? Sao ông sờ lửa vậy? Hồi giờ tôi chủ ý hồi giờ ông sờ lửa nha. Trời ơi trời, tôi là ác quỷ, tôi không sợ lửa tôi thôi chứ lửa của người khác cháy cho người tôi vẫn sợ chứ trời ơi, chưa mình thừa không được nha. Không được ăn, con ăn mấy cái này là không tốt, bây giờ con phải ăn trời ơi không được, phải ăn bánh kem, phải ăn đồ chay, đây đây đây, ăn chuối nè, ăn chuối rồi có lợi sức khỏe nè, ăn cà rốt là sáng mắt nè, ăn cherry nè đã cho bổ người nè, đó ăn mấy cái này đúng không, ăn thấy không, ăn đi, ăn đi, ngon 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 ngon. Trời ơi, cái gì cây vậy? Cái đó làm gì? Đúng rồi, ngon. Cái gì cây vậy? Hơn nè. Nè, em bé quỷ lại đây nè, bà cho cái rương nè, thấy không? Thấy cái rương không? Đây, ăn thử cái bánh này vô, bánh này là bánh rồi là bánh quy ở địa ngục quá ngon lắm, ăn bánh quy à? À thôi ăn bánh cũng được, đừng ăn thịt là được, ăn bánh thôi cũng được rồi. Đó, ông cho mấy cái này tôi thích á. Ui. Ok. Ủa cái gì vậy con ơi? Ủa sao thành gà rồi? Trời ơi là trời. Trời ơi trời, mắc cười quá. Ủa gì vậy Phong? Ủa là sao? Đây là bánh quy biến hình ở dưới địa ngục á. Ai ăn cái bánh này vô sẽ bị biến thành một con vật nào đó. Trời đất ơi. Trời ơi, biến lại con tôi quay con tụi mình mà ông làm như là gà và gà vịt là sao vậy? Không được, không được. Trời đất con của tôi. Đâu? Trời đất ơi, giờ trời sao? Ơi, có vậy thôi cũng khóc bình tĩnh. Biến lại bình thường liền nè. Không có da chì bùa. Thôi ơi à. Cái kiểu gì giờ tôi đang cố gắng dạy cho em bé baby của tôi là trở thành một con người hiền thục, mà sao tôi thấy là cái hướng hiền thục không có, rõ ràng là nửa máu thiên thần nửa máu ác quỷ, mà sao tôi thấy là con em bé sắp thành ác quỷ luôn rồi vậy? Trời nè, trời nè nè đây lại đây, bà cho con cái bánh nè, cái bánh này ăn vô là mau lớn lắm á, cái này gọi là mau ăn chóng lớn. Ủa sao bánh gì cái bánh ghê vậy? Cái nước gì đây, nước ép ác quỷ nè hả? Trời đất ơi, đúng vậy, nước ép ác quỷ luôn. Ăn thử đi con, ăn thử cái bánh quy đi con. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bây giờ nó cho tôi bị ác quỷ luôn hả? Quá dễ thương luôn, đúng như vậy đó. Không hề dễ thương tí nào luôn nha. Rõ ràng con tôi màu trắng mà sao ông biến con tôi thành màu đỏ mà còn cái cánh có hai cái sừng. Trời đất ơi, bị cắm sừng hả? Trời đất. Nè. Cắm sừng gì mà cắm sừng, cái này người ta gọi là, cái này bà có biết cái này là con vật đáng yêu nhất ở bên dưới địa ngục không hả? Đất ơi, không được, con tôi là phải trắng trẻo không như tôi nè, đó trắng trẻo sáng chói lóa cho tôi nè, thấy không? Đó trắng trẻo này mày đẹp chứ, nghĩ sao đỏ như ông thì ghê à, thì gớm lắm. Đi ông mà đi ra đường một ngày đó là trâu bò hất ông một ngày không à, không hay luôn á. Tôi thật luôn á. Trời ơi, làm như là màu trắng bà đẹp giống vậy, màu đỏ tôi là đẹp. Màu trắng đẹp, màu trắng đẹp, màu trắng. Vậy luôn hả? Ơi nó ngủ luôn rồi, mình xăm ơi. Trời đất ơi, ngủ nhanh vậy. Thôi bây giờ nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng cho con nó ngủ. Trời đất ơi, nguyên ngày hôm nay trời ơi Sam với là Phong cần chăm em bé đúng mệt luôn mọi người. Mà tôi là mệt nhất á, ông chả làm gì ông phá không à. Kỳ vậy? Là sao? Vậy nha, tôi làm nha. Trời ơi, ok mọi người, thì mọi người thấy là em bé thiên em bé của hai tụi mình có người ta có ngầu hay không, đừng quên comment vì cho Sam biết nha. Chứ riêng Sam tại sao là em bé của baby của tôi là tại sao nó biến thành ác quỷ giờ, sắp biến thành ác quỷ luôn á. Kỳ cục thật sự luôn á. Nhưng mà em bé của tôi phải biến thành thiên thần nó mới đẹp, đúng rồi mọi người thấy là em bé của mình biến thành thiên thần hay ác quỷ đẹp hơn, đừng quên comment video sao biết nha. Còn riêng tôi là thiên thần là đẹp nhất, đúng không con? Đúng không, đúng không? Gật đầu coi, đó thấy chưa, con tôi gật đầu kìa, thấy chưa, ông là ép buộc đó rồi. Thôi bây giờ con đứng giữa đi con, đứng mẹ, đứng giữa đây con, đứng giữa này đó, đứng giữa đây cho đẹp nè, đó chào khán giả nè, đó trời ơi cưng quá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này nha. Nếu mọi người thích video này thì cứ cho Sam một like, một share, comment, cứ subscribe cho tất cả thành viên hay tuần nha. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam có hiện quảng cáo thì các bạn nhớ cần xem video của cậu giúp Sam từ 5 đến 10 vậy thôi, giúp Sam có số tiền nho nhỏ nha. Rồi bây giờ Sammy thiên thần cùng Phong cực ác quỷ và đứa con của tụi mình xin chào mọi người nha, bye bye.